quay điểm danh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thanh Quang chào đón toàn thể vị quan khách, giới văn nghệ sĩ với lời chào thân thương và trân trọng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã dành chút thời gian quý báu đến dự buổi lễ dỗ tổ ngành sân khấu cải lương năm 2024, thắm đượm nghĩa tình với nhóm nghệ sĩ của anh em chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là niềm vui, là niềm vinh dự lớn cho nhóm cà phê sáng thứ bảy hàng tuần của nhóm nghệ sĩ anh em chúng tôi. Trong buổi lễ đón tiếp không tránh khỏi phần sơ sót, nếu có điều chi thiếu sót kính mong quý vị niệm tình bỏ qua cho. Xin được kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và trân trọng kính mời nam nghệ sĩ nhân dân Minh Dương bước lên sân khấu. Tiếp mục, những tiếp mục sau đây, một là để dâng hương dâng hoa lên cho tam vị thánh tổ để tưởng nhớ vị bậc nghệ sĩ lão thành đã khuất cố và những nghệ sĩ kế thừa đã có công đóng góp cho nền sân khấu cải lương Việt Nam nói chung và sân khấu Việt Nam nói riêng, cho nhóm nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ Vũ Thanh và nghệ sĩ Hiệp Thành đồng tổ chức. Là công nhất trong việc
xây dựng lối sống cải lương buổi bắt đầu. Từ năm 1916 đến nay đã có một trăm lẻ sáu năm trong ngành kinh tế thủ đô. Yeah.
nghệ sĩ Gia Bảo thành chiến nước Nga và nhóm từ thiện từ Tiền Giang thành Mỹ về cùng với hội hậu đây và kính chào quý cha là chị Lệ là cũng là phu nhân của nghệ sĩ Đức Quân từ Mỹ cũng là người hội tụ về đây rất vui. Và xin kính chào quý cha các vị trưởng đoàn nghệ sĩ Dũng Thanh nghệ sĩ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.